chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tự nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà chuyển pháp luân chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà hộ trì chánh pháp chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện như a la hán lậu tận có làm việc gì chẳng tin lời kẻ khác, hiện chứng pháp tánh không nghi không hoặc, tất cả ác ma chẳng có thể làm lay động, cũng vậy đại bồ tát bất thối truyền, tất cả thanh văn, độc giác ngoại đạo, các ác ma vân vân chẳng thể phá hoại lung lạc tâm họ, làm cho đối với quả vị giác ngộ cao tổ xanh thối lui. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy quyết định đã trụ địa vị bất thối truyền, có làm việc gì đều tự tư duy, chẳng phải tin vào kẻ khác mà làm, cho đến như lai ứng tránh đẳng giác có dạy bảo, còn chẳng tin làm, huống là tin và làm theo lời của thanh văn, độc giác, ngoại đạo, ác ma, vân vân Việc làm của Bồ Tát ấy nếu chỉ tin vào kẻ khác mà làm, thì quyết không có việc đó. Vì sao này thiện hiện, vì đại bồ tát ấy chẳng thấy có pháp nào có thể tin tưởng làm theo, vì sao này thiện hiện, vì đại bồ tát ấy chẳng thấy sắc, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của sắc, chẳng thấy chân như của thọ tưởng hành thức có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của nhãn sứ chẳng thấy chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy sắc xứ chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của sắc xứ chẳng thấy chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy nhãn giới chẳng thấy nhĩ tí thể thân ý giới có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của nhãn giới chẳng thấy chân như của nhĩ tí thể thân ý giới có thể tin tưởng làm theo làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy sắc giới, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của sắc giới, chẳng thấy chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy nhãn thức giới chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của nhãn thức giới chẳng thấy chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy nhãn xúc chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xúc có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của nhãn xúc chẳng thấy chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc có thể tin tưởng làm theo này thiện hiện đại bồ tát ấy chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể tin tưởng làm theo cũng chẳng thấy chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thấy chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể tin tưởng làm theo